đồ đạc tự nhiên bốc cháy ở Hậu Giang, nguyên nhân hết hồn. Thưa quý vị, mới đây ông Trần Không Giận, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Phụng Hiệp Hậu Giang cho biết công an huyện vừa có báo cáo kết quả vụ đồ đạc tự nhiên bốc cháy tại nhà ông Nguyễn Văn Bá ấp Mỹ Chánh A xã Hiệp Hưng. Theo báo cáo khoảng 13 giờ ngày 27 tháng 11, bà Nguyễn Thị Phượng cháu ông Bá phát hiện phía sau nhà ông này có nhiều khói bốc lên nên chi hô và cùng gia đình người dân gần đó đến dập lửa, hậu quả một phần vách lá nhà bếp bị cháy hoàn toàn cũng trong hôm đó ông bá cung cấp thông tin xảy ra liên tiếp nhiều vụ cháy trong nhà không rõ nguyên nhân. Thông qua video do gia đình cung cấp mà không có người khác chứng kiến, cụ thể là cháy tấm vải và cháy trong phòng ngủ, liên tiếp các ngày sau đó ông bá và những người thân trong gia đình cung cấp thông tin, gia đình ông xảy ra gần 100 vụ cháy các vật dụng sinh hoạt, những đồ vật trên đều tự nhiên bốc cháy, không có tác nhân gây cháy nào khác, thiệt hại ước tính trên 50 triệu đồng. Theo công an huyện Phụng Hiệp, vụ đồ đạc tự nhiên bốc cháy tại nhà ông Bá gây hoang mang dư luận, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự địa phương. Sau đó, công an huyện vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lắp camera giám sát và làm việc với những người liên quan, phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Hậu Giang xác minh. Qua làm việc trừ vụ cháy đầu tiên, người thân trong gia đình ông Bá thừa nhận hầu hết các vụ cháy đều do bà Nguyễn Thị Đẹp vợ ông Bá, Nguyễn Văn Mừng con ông Bá và Đặng Thùy Nhân con dâu ông Bá lần lượt sử dụng hộp quẹt lén lút đốt trực tiếp vào các vật dụng gây cháy rồi chi hô cho người dân cùng phát hiện. Cho rằng các vật dụng tự nhiên bốc cháy, việc làm này nhằm tạo thông tin hiếu kỳ để đăng tải trên mạng, mục đích nhận được sự ủng hộ vật chất từ người khác. Kết quả, gia đình ông Bá đã nhận được 6 triệu đồng và nhiều vật dụng thiết yếu khác công an huyện nhận thấy hành vi của bà đẹp anh mừng và chị nhân là cung cấp thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền gây hoang mang trong dư luận nhằm trục lợi cá nhân công an huyện phụng hiệp đang củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý hành vi trên